Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm AirDrop như là làm OT trong mấy cái dự án ở trên Bitcoin Talk. Nhiều người chưa có biết thì những cái làm như cái này cũng giống như mình làm marketing cho nó, mình làm cho nó thì nó sẽ trả mình bằng tiền, nhưng mà nó sẽ trả cho mình bằng con của nó. Và khi mà cái con của nó lên sàn á, bạn có thể lấy cái con của nó để đem bán để lấy lại tiền. Như là mình đã làm được một vài cái con nó đã gửi tiền cho mình, bạn có thấy trong cái địa chỉ mà My Ether Wallet nó gửi tiền cho mình đây. Thì mình cũng nói trước cho các bạn biết là bounty lại làm những cái airdrop là mình phải có kiên nhẫn. Mình mua ICO thì nó nhanh, mình bỏ tiền để mình mua thì nó sẽ trả token liền về cho mình. Và những cái dự án ICO mà nó có bounty hay airdrop á, thì nó sẽ trả token, thường thường là nó sẽ thưởng token cho mình khi mà nó đã ICO xong hết, nghĩa là mình phải đợi rất là lâu, một dự án ICO là phải đợi cả tháng. Nên khi mà bạn làm những cái này là nó hoàn toàn miễn phí, bạn chỉ bỏ công bạn ra làm thôi. Và bạn cũng phải là kiên nhẫn, đợi là có phải một tháng hoặc là hơn một tháng nó có thể mới thưởng token cho mình. Nên nếu bạn nào muốn tham gia làm những cái này á, mình các bạn là nên kiên nhẫn. Thay vì thời gian các bạn ngồi chơi game hoặc là uống cà phê hay là làm cái hoạt động mà mình nghĩ là nó để giết thời gian á, thì mình có thể bỏ cái thời gian đó ra để mình làm những cái này, cũng như mình đi làm nhiệm vụ để mình kiếm tiền vậy đó, như là vừa chơi mà vừa làm vậy đó. Một tháng thì nếu mà mình siêng năng mình làm thì cũng được ở 300 đô. Thì đó, nếu mà các bạn nào muốn làm thì phải có sự kiên nhẫn chờ đợi. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn. Thì trước hết các bạn phải tạo cho mình một cái tài khoản Ether Wallet. Đây, bạn nào mà không biết tạo thì có thể lên YouTube hoặc là Google search. Cái này nó cũng dễ thôi, rất là nhanh. Tạo cho mình tài khoản Facebook, và đặc biệt là cái tài khoản Bitcoin Talk nè. Trang Bitcoin Talk nè, bạn phải lên Google bấm Bitcoin Talk. Mà bạn vô đây bạn tạo mình cái tài khoản Bitcoin Talk này á, Bitcoin Talk này á là nó bao gồm cả những cái trang đầu tiên về Bitcoin. Trang này của cái ông mà người sáng lập ra Bitcoin ông tạo ra, nên là nó rất là lâu đời rồi. Chỉ giá của trang web này có thể là mấy trăm triệu đô la, nghĩa là biết bao nhiêu người, rất là nhiều người truy cập trang web này. Và Việt Nam mình nó đứng thứ hai thứ ba trên thế giới với lượng truy cập vào trang web này, nên là Việt Nam mình cũng rất là nhiều người quan tâm đến cái trang web này. Thì trong đây nó bao gồm rất là nhiều cái mà mục bạn có thể đọc rất là nhiều luôn. Bạn nào không có rành tiếng Anh đó thì cái browser là Chrome nè, tạo cái browser, download cái Chrome này về, xong rồi bấm dịch tiếng Việt, phần mềm dịch ra tiếng Việt. Thì khi mà bạn lên cái trang này á, tất cả những cái tiếng Anh này nó có thể dịch ra tiếng Việt cho bạn xem, bạn dễ hiểu hơn. Sorry, máy tính lắc quá. Rồi á, bạn khi bạn sau khi bạn tạo xong cái bạn biết con tóc, bạn sẽ vào cái này, market icon, vào cái này nha. Bấm vào home, cái này bạn không biết, mình bấm vào home trước cho bạn thấy. Home. Okay. Bạn kéo xuống, bạn kiếm đây, kẹp place icon, bấm vào đây. Xong rồi bạn sẽ thấy đây nè, bounty nè. Bounty có nghĩa là thưởng á. Bấm vào đây, bạn tìm á, chú ý là bạn tìm những cái dự án nào nó mới ra thì nó sẽ trả bounty cho những người tham gia đầu tiên á, nhanh. Đây có rất nhiều bounty nè. 200.000, 200.000 reward gì nè, drop gì nè, mình bấm vào đây thử coi. Đó, thì trong đây nó có những cái điều kiện mà bạn phải làm nó để lấy nó sẽ trả con cho bạn, giống như là mình làm việc cho nó vậy đó. Nè, nó có cái nè, YouTube nè, rồi Facebook nè, fanpage rất là nhiều, Telegram nữa. Bạn nào cũng phải tạo một cho mình một cái tài khoản Telegram nha bạn. Không biết thì cứ Google thôi. Thì mình không muốn làm video dài quá, mình chỉ từng bước thì nó rất là dài, có thể cả tiếng đồng hồ.
Xong rồi bạn bây giờ mình có thể để mình coi, mà đặc biệt là mấy cái airdrop này nó cũng nhiều khi nó cũng chưa chắc là nó đã trả tiền cho mình nha bạn, tại vì nhiều khi mình làm mình không có đúng cái yêu cầu của nó, là một hai là nó người tham gia quá rồi nó quên mất luôn, nó không có trả tiền cho mình. Trước mình có làm cái dự án Cybermind á, dự án Cybermind thì nó lên sàn dự án rất là tốt, mà mình làm mình thấy là nó ghi mình được 400 token nhưng mà nó vẫn chưa trả token cho mình, nên có thể là cho dù mình mua ICO nó cũng có thể scam mình nữa, crop này nó cũng có thể scam, nên bạn trước khi bạn làm thì bạn hãy lựa những cái dự án nào mà tốt trước bạn làm hơn. Facebook cam nè, bây giờ bạn làm mình làm cái Facebook Việt Nam, mình Facebook thì dễ làm, thì phổ biến nhất để mình làm cái Facebook ha. Ok, xong rồi bây giờ mình nó kêu là mình là like, comment, post daily, cái địa chỉ này của nó daily à. Daily thì mình thấy mình không có chơi rồi, tại mình cũng phải đi làm nên không có thời gian, mình lên cái Telegram mình tham gia thử cái nó sao. Telegram cam nè, nó kêu là đây channel đây mày phải, mình ở trong cái channel của nó, hết cái ISO của nó thì mình sẽ được, cứ cứ vô đại đi và nó có gì có. Rồi bấm vô để mình join group. Ok, lúc thì vô đánh đại hai hao diêu gì đó cho tụi nó biết, rồi xong đó join group đó, rồi back về cái trang này nó bắt mình ở là on stay in the channel and ISO, mình ở trong cái cứ trong group đó thôi cho đến khi nào nó hết ISO mình phải vô đăng ký. Nó đường link cho mình đăng ký ha, mình đi vô đây. Nó là Bitcoin Talk Forum username nè, đánh cái username mình vô Bitcoin Talk vô đây. Bitcoin Talk Forum User Profile thì này là đường link á, nên là mình phải gửi đường link mà dẫn đến cái profile của mình trong Bitcoin Talk, để nhiều người đã làm nhiều cái hồ sơ giả phải yêu cầu cái đó. Mình vô là Bitcoin Talk mình kiếm cái đường link của nối vào cái tài khoản của mình, bấm vào profile đây, copy cái đường link ở trên này. Và đặc biệt có một cái nữa là trong cái tài khoản Bitcoin Talk, bạn vô tài khoản Bitcoin Talk này nè, bạn sẽ thấy là cái tiên bạn vô bạn của bạn nó sẽ là new new member, có nghĩa là mới, bạn muốn update cái tài khoản của mình lên thì mỗi ngày bạn phải post những cái trong cái trang này, bạn post càng nhiều á thì hoạt động càng nhiều á, bạn cái level, cái position, cái level của bạn á sẽ tăng lên, boss càng nhiều nó sẽ tăng lên dần 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 lên thu nho member, và đặc biệt là khi mà cái thứ hạng của cái tài khoản của bạn tăng lên á thì con bạn làm drop bạn nhận được càng nhiều, hay bạn nhận được con càng nhiều, tại vì nó ưu tiên cho những thành viên mà giống như lão làng trong cái trang này. Đây, sau sau khi mình copy cái link đến cái hồ sơ của mình thì bạn space bạn sửa đây thôi. Telegram username, làm username hình như là như vậy, mình không nhớ. Sau đây là mình thích cái này, đây là nó sẽ trả tiền, trả token trực về cái wallet, địa chỉ wallet của mình luôn, mình không cần phải lo lắng gì hết. Đây, Telegram mình là đây, làm cho vui thôi, không được cũng được. Nào, đây mình lấy cái account address của mình nè, mình đi ở đây, copy, ở đây mình paste, ok, ratio, đó, rất là đơn giản thôi. Sau đó sẽ gửi token về cho mình, à, mình back lại. Không, đây là spreadsheet, có nghĩa là cái mà mình vô đây mình kiểm tra lại cái coi nó có lưu lại cái những cái mà mình đã đăng ký hôm nay đầu tiên mình làm không. Nó cũng đây có ghi nè, mình vô cái mình làm cái mình kiểm tra cái Telegram của mình đây. Giờ có không nha, mình mới hôm nay là ngày 30, mình kéo xuống ngày 30 rồi, nó có gửi lưu lại của mình không, airdrop this signal Telegram đó, mình bấm vô Telegram nó có lưu lại cái
hình của mình đây không, và lưu lại là được rồi. À đây là không bạn, thấy không, nó lưu lại cái tên của mình đây, là nó đã lưu vào cái hồ sơ của nó, mình đã đăng ký vào cái AirDrop của nó, rất là dễ thôi. Cái này là đơn giản nhất, Telegram đơn giản nhất, nhưng mà nó không được nhiều tiền như bạn. Bạn làm càng nó còn đòi hỏi càng phức tạp, càng nhiều tiền. Đặt một cái mục translation campaign, campaign mục nghĩa là những người dành cho những người giỏi á, bởi về tiếng Anh, nó sẽ yêu cầu và bạn dịch những cái trang, những cái tài liệu paper của nó tiếng Việt. Thì cái tiền thưởng nó trả cho bạn rất là cao ha. Ok, xong rồi còn cái nữa, translation form. Bây giờ mình là signature campaign. Signature campaign á có nghĩa là bạn nó yêu cầu là mình để promote cái dự án của nó trong cái trang, chính cái trang BitConTalk này luôn. Nè, newbie á, có nghĩa là mấy bạn nào mới tham gia vào tài khoản BitConTalk thì không có được tham dự cái chương trình này. Mình tài khoản của mình là junior junior member rồi. Junior member là chỉ được one one một cái stack thôi, là ít nhất thôi. To join nè, let you here. Để mình đọc cái rule của nó thôi. À, bạn phải sử dụng cái signature của nó nè. Cái signature là cái đường link này, là bạn bạn bấm vào đường link này xong bạn bạn vào cái mình cho bạn làm ha. Lúc đầu mình cũng không biết làm sao đâu, cũng hơi mà làm mình lần đầu ai làm AirDrop hay làm mấy cái bounty này nó cũng thấy là khó khăn, nhưng mà mình làm riết là mình quen rồi. Sau mình làm một dự án thì nó rất là nhanh thôi, một ngày bạn chỉ bỏ ra khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ thời gian rảnh mình làm nữa không, cho nó vui thôi. Giống như mình kiếm token miễn phí mình cứ để đó thôi, rồi được thì được, không được thì thôi mình để đó 1 tháng 2 tháng 3 tháng gì đó, nhiều khi nó lên sàn nó lại tăng giá, mình đâu có biết được cái con nào tăng giá cái con không tăng giá đâu, đúng không. Bấm sign up nè, bấm vào đây trước rồi nó hỏi gì. Ok, contact. Giờ này bấm lại cái username của bạn ha, BitConTalk from user profile. Ok, giống như hồi nãy thôi. Đó, copy cái profile của bạn. Basio, đánh cái răng. Junior member, mình là junior member rồi. Best avatar, mình sẽ quay cái mình sẽ cái mặc cái avatar của nó sao ha. Rồi nó ghi là địa chỉ á, địa chỉ hồi nãy nè. Đi, đánh vô. Có nhiều bạn chưa có biết về cái này thì thực sự là lúc trước mình cũng không có biết, lên Facebook mình vô cái trang của anh Lộc đó. Lộc anh cũng chỉ, Lộc anh rất là tốt, anh chỉ nhiều cái cũng hay, mình cũng học thôi. Mình khuyên các bạn là nên thông tin nhiều, nếu mà bạn quan tâm về cái những cái tiền điện tử thì bạn nên kiếm những cái thông tin nhiều ha, trên trên mạng. Mình có bị cái link này ha, vô lại cái hồ sơ của mình để mình mà mình chỉ các bạn mà để mình coi coi, mình lâu quá mình không làm mình cũng quên mất. Look and layout này hình như là như vậy, vào đây look and layout này. Ok, không phải không phải, account relay set này. Giờ đây thôi coi. À, cái này cũng không phải luôn. À, forum information. À đúng rồi. À, vô cái này nhớ các bạn, forum profile information nè. Đây có chữ signature nè. Ok, các bạn bấm copy cái link mà trong cái trang nó gửi cho mình đó. Trang này. Đúng rồi. Link ở đây, nãy mình cho các bạn thấy cái link này đó, cái link nè, mình là junior member thì mình quen, mình phải mặc cái link này vô, bấm cái link này vô, bạn nào member thì lấy cái link ở dưới vô, bây vào đây, rồi bấm change profile thôi, xong rồi bạn change profile thì bạn sẽ vô lại cái profile của bạn, bạn sẽ thấy là nó sẽ đổi thay đổi hơn. Profile của bạn thì bạn sẽ bị đổi hình là theo cái hình này của nó, là cái hình này của nó đó, thì bạn phải yêu cầu các bạn là mặc cái phải phải mặc cái hình của nó để hết cái ICO thì mới được ha. Mặc cái hình của nó
cuối cái chương trình này, rồi post test 75, nó yêu cầu mà mình là phải post 75, ít nhất là 75 từ, như là nó bị cao, nếu mà ít hơn 75 từ thì không có được ha, mấy một một là 100 post đây được, cái này nó nhiều quá, nó yêu cầu mình phải bạn post 100 bài đến khi mà thúc cái chương trình này, mà mình cũng không có chơi nữa thì sao, thì mình không có thời gian post 100 bài nhiều như vậy, bỏ cái của nó đi, mình cứ biết cái nào dễ làm mà mình làm thôi. Nữa đi mình. Bây giờ mình vô đây, nãy mình thấy nó có tài khoản Twitter là chắc Twitter cũng dễ thôi, mình vô đây mình để cho các bạn Twitter ha. Account follow. Nó yêu cầu là 200 follow. Thì đúng rồi, còn cái nữa mình phải nhắc nhở các bạn là khoản Twitter mình nên làm là tiếng Anh, để người nước ngoài người ta tiếng Anh người ta follow, làm là tiếng Việt thì người ta nhiều người ta có mới định kiến về tiếng người Việt, mình không phải nói gì nhưng mà cũng có thực sự là vậy, nên tạo tài khoản Twitter bằng tiếng Anh, nên sau đó sau cái video này á cũng để cái tài khoản Twitter mình ở dưới cái comment, mấy bạn vô like cái follow cái của mình rồi mình sẽ follow lại cái Twitter của mấy bạn, mình giúp đỡ nhau để kiếm nhiều follow hơn thì mình có thể kiếm nhiều tiền hơn ha. Nghĩ là cái Twitter của mình không được đến 200 follow nên mình cũng có vô cái Twitter để mình làm tiếp. Ok, là bấm vô Twitter để mình coi, mình đăng nhập vào Twitter thôi, mình vô lại cái profile của mình coi rồi bao nhiêu cái để theo dõi, lô mình chỉ 5-6 follow thôi nên mình không có tham gia cái chương trình này được ha, nên thôi mình cũng bỏ qua luôn. À, mình sẽ chỉ sơ sơ các bạn cái video này, còn nếu mà bạn nào còn chưa hiểu nữa, mình cũng nhiều cách kiếm tiền nữa trên mạng mà miễn phí, lần sau mình sẽ up một cái video khác cho các bạn ha, video này thì cũng hơi dài rồi nên mình cũng có nhiều cái này, cảm ơn các bạn theo dõi ha, bye bye.